All right, we got keys for the boat. Thằng Ren vừa lục cái gì đây đấy? Jonas found them in a chest upstairs. So, say thank you. Nó vừa thank lục you. Cái gì trong đây vậy? You're welcome. I was just saying it. It's not directed at you or anything. Okay. Hai ông. Hai ông vẫn còn gây lộn nhau à? Kiểu thằng thằng Ren với thằng Jonas tập trước rồi đã bê nhau một lần rồi. Xong bây giờ kiểu yo. Alex. Ok, hello, chào mừng và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình là Tân. Mình sẽ tiếp tục với lại tựa game Ocean Free để tìm hiểu được những cái bí mật đằng sau cái cốt truyện của tựa game này. Thì ở tập trước, tức là tập 6 thì mình đã gọi là are you all right? Okay. Có một pha flashback cực mạnh và sau đó là mình đã nằm một đống dưới đất đây. Flashback về để nói chuyện với I just saw Michael Jonas, nói chuyện với ông anh và bà Clarissa lúc mà ông Michael còn sống á. Thì mình còn ở trên bãi biển và hai người ba người nói chuyện với nhau. Did you see him somewhere here? Maybe it was an illusion. Maybe it was an illusion or something. Yeah. Wait, we don't know that yet. Can thì you tell me what happened? Tập trước, like, ở tập trước thì mình đã lấy like, thấy được exactly? We're on the beach. It was a day I can remember actually when thì mình đã cứu được Larissa khỏi cái sự điều khiển của The Ghost. Mình gọi mình tạm gọi The Ghost nha. Thì mình cũng chẳng biết tên của nó. Ok, thì mình đã kể lại, Alex đang kể lại với lại Jonas là mình đã bị flashback như thế nào. No, it was good to see him. It was good to see him. Yeah, I'm treating it like a temporary gift. That's all. Okay. Okay, mình sẽ tiếp tục chặng đường nè. Thì ở tập trước thì mình đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ mà. What? Adler Number Station 140.1 là sao? Mình nhớ là mình chưa làm xong cái Steal a Bow and Leaf mà. Có cái gì đó rồi. Thì mình nhớ tập trước là nhiệm vụ của mình đang là Steal a Bow and Leaf nè. Nhưng mà cái gì đấy, hình như có một cái chuyện gì đấy á. Hình như là do mình cứu Clarissa xong rồi nó bật lại à. Từ đó mình dò tần số 140.1 xem. Dạ, tập trước là mình đã bị lộn với là tần số 104. Nó ra mình dò chẳng ra cái gì. Gì đây? À nhạc thôi. Turn on the Lima India Golf Hotel Tango for the ships coming home. Turn on the Lima India Golf Hotel Tango for the ships coming home. Turn on the cái là một Lima cái mã code India để lấy được cái tàu lời hotel, có đây á. Tango for the ships coming home. For the ship coming home nè, tức là kiểu như nói là để đi. Gặp lại rồi, ok. Did you get it? Did it work? Đúng rồi, nhớ rồi, mình lấy được cái key rồi và giờ mình đi ra đây. Cái cửa này nó mở cửa này đi ra ngoài. Ngoài dưới đảo. It can open doors and gates and stuff with different frequencies. Okay. But we can open the gate? Yeah, we think. Good. Yeah, Clarissa's gone though. Clarissa still hasn't turned up? No, she did, but I guess she got like, this is gonna sound insane, but whatever, possessed, yeah, and got time-looped away. Có vẻ là mình đã cứu được, xong sau đó là tự nhiên là có một cái. What? Where is she? Look, let's just stick got out the way in, let's just từ, do là what we meant to do and check to see if the boat works. But not leave yet, right? Yes. Listen, if we have the key, which is apparently this radio, then let's just go to the house and see. And if it looks like we can leave that way, then we'll go on a Clarissa hunt. Yeah. All right. Thì lần trước thì mình lúc mà mình cứu được Larissa ra thì tự nhiên gặp cái biển cảnh là năm anh em ngồi cãi nhau dưới cái góc dưới cái cầu này. So are you gonna try the gate thing? Còn Larissa lại lôi lại về cái chuyện của thằng Michael. Tức là hình như là con Alex này đã làm cái gì anh Michael, đã làm cái gì về để cho Michael chết thì sao? Ok, mình tiếp tục đi tới cái cửa này xem nào. I guess the radio will open this somehow. Hopefully. Give what? A whirl. Radio mở được á? Turn on the Lima India Golf Hotel Tango for the ships coming home. Không phải cái tần số này hả? Vậy mình phải thử Hotel Tango
đúng là cái tần số này rồi thì nó sẽ hiện, nó sẽ có một cái mã gì đấy, nhưng mà nếu không phải cái mã đấy để mở để xem nào, nó là cái nhạc đấy thôi, không phải này. Ồ, oh, đúng rồi, đúng rồi. Ok, ok. Kéo 3 lần ở số 56 là sẽ mở được. Wow. Wow, 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 wow. Thật là có một sự ảo tưởng sức mạnh ở đây. Một sự vi diệu hả? Tự nhiên, vào radio mở được cổng. Cái đó thì, cổng kiểu... gọi là công nghệ cao thì cũng có thể là ok, nhưng mà mình nhìn cái cổng mình thấy chẳng có công, có vẻ như là không công nghệ cao một tí nào. Ok, chúng ta đi tới đâu đây? Oh. Oh, oh, oh. Ở đâu vậy? Oh, Elder Stay, Elder Stay. It's like the Chateau de Adler. How did she get so rich if she was just like a communications person or whatever in the military? Yeah. I think I said when we got here, her family like owned part of the island or something. I think she just inherited a lot. Bà đi giàu cũng cái kiểu gia đình của bà là, tại vì bà là một người kiểu như là truyền thông ở trong quân đội thôi, nhưng mà nhà bà đi sở hữu một cái phần của cái hòn đảo này. Tại sao Ren đi hướng đấy? Từ từ, đi qua đây sẽ có gì không? Ở đây như có gì là thấy cái cửa đen đen thấy có vẻ vui. Có tiếng quạ hả? Tiếng o o vào được kìa. Ồ. 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 She made a lot of, what should I call these slides? They're not videos. Silent memories? Silent memory. What is that? Huh. Ren, you were right. There's like a ledger here. The Adler family does own the island. Yeah. And here's a combination for a padlock to a chest is all it says. 29, 18, 54. Let's just look. It'll probably just be more whatever, banking files or something. Có vẻ là một cái mật khẩu cho một we'll cái padlock gì đó. Thì trong cái game này thì có một cái đặc biệt, cái lúc chơi có một cái đặc biệt là mình không cần phải nhớ mật khẩu. Khi mà mình đã dò tìm cái mật khẩu rồi á thì con Alex tự động nhớ luôn. Và tí nữa mình vào thì mọi thứ sẽ nên tự động thôi. Bấm nút đi xuống hả? Mà cái cơ chế điều khiển của cái game này nó lâu lâu nó lại kiểu khó hiểu á. Kiểu có nhiều khúc á mình nhìn thấy là nó đã đi lên thì mình ấn chỉ đi lên. Mà không phải đi lên. Nó lại đi sang trái sang phải. It's like a boat that needs keys. There are no oars. And before we go crazy, it's not. That's not a boat. With Maggie's stuff back at the office, like with the radio. No, we checked everything. Okay. Huh. Well, what's plan B if we can't find it? Plan B was okay, inside. Well, I mean, if the boat plan doesn't work, there's still a big house like right there, and it probably has a phone. We can just call somebody to pick us up. That's as good a guess as any. Có vẻ như là cái tàu không sử dụng được rồi. Thì mình nói với đám bạn là mình sẽ vào đây để tại sao tóc mình lại nhìn như mấy thằng Hàn Quốc thế này. Vẫn giống Hàn Quốc thôi kệ đi. Không giống Hàn Quốc nha, mình nhầm nha. Giống một thằng dễ hơi ăn cắm lợn rồi đấy, không giống mấy anh Hàn Quốc được. Không thể nào giống mấy anh Hàn Quốc được nha. Xin lỗi nha em, xin lỗi. Có gì bỏ qua cho em. Làm sao nhỉ? Ok. I thought maybe I imagined it was locked, but no. Well, you do have the key right there. It's the radio. Just tune it a little. It'll open like the gate. What? Một lần nữa. Lại dùng radio mở cửa. Đây nè. Hai cái cột hai bên sáng. Ô đây đây. That is a nifty gizmo. Nguyên cả một cái tòa gọi là cái gì, một cái hòn đảo này đều. Carissa, Jesus. Oh Jesus. Maggie Adler's dead body or something. Everyone, keep your distance. Everyone just keep your distance. What? Why? It's Clarissa.
Yes, no. Why? I'm as harmless as a June bug. This could be a ghost. Be a ghost right now? That's why. Christ, I think you've been possessed more than you've been you at this point. Well, wait a minute. Don't we like get red eyes or something when we get possessed? Này, hai ba lần rồi, lần nào vào gặp. Yes, we do. We get red eyes. Thank you, Reginald. We don't know the rules. We don't exactly know the rules, guys. Something could have changed. Might have switched or rules. What are you? This isn't soccer. I'm not on the orange team. Nobody's possessed right now. Kiểu mình đã cuốn con cây xa này hai ba lần rồi, lần nào nó cũng trở thành ma lại một lần nữa cả. Không tin rồi, không tin con này lắm. Find the keys to the boat or a phone or whatever and just find a way home. Tên ba này lắm. I promise. Ba kiểu. We can all keep talking and or fighting at school on Monday. Okay. Well, I don't care what she says. Just everyone keep your eye on her. Yeah, I could just ghost out at any moment, right? Okay, we get it. Haha, carry on. Everybody find something and hope that it helps. Okay. Nếu mà để ý con là gì sao? Không được. Mấy lần rồi. Và nó cũng cố kiểu mỗi lần gặp mình là nó cố ý gây sự. Với lại ở cái đoạn mà cái đống này gặp nhau á, ở cái đoạn mà cái lũ bạn này gặp nhau này, cái đám bạn này gặp nhau này, là nó là người công kích nhất và kiểu trở nên cực kỳ xấu luôn. Mấy you know what? Better than friggin' ever. I feel like I've never stopped winning since we landed. I think you're a liar, but it's good to hear for some reason anyway. À, Jonas nghĩ mình là một đứa nói dối hả? Tôi nói thật đấy. Tại mày không biết ấy. Khúc đấy đúng kinh luôn à. Mình vẫn còn nhớ mang máng đấy. It's a draft of her letter that she left in the office. Kiểu to whom it should nó bật lại mình xong rồi. She left notes everywhere, she said, hidden with secret signals. She was an odd one, I'll give her that. But, you know, cool in a way. Maybe she was up to something. You ever think of that? I mean, she's wrapped up in this thing somehow. Maybe, but also things don't have to make sense. Sometimes stuff just happens, and that's the end of it. Oh, tức là cái lời của thằng này kiểu như là một số thời điểm thì mọi thứ nó kiểu không cần phải make sense, tức là gì, không cần phải có ý nghĩa, nó cứ diễn thế mà diễn ra thôi. Như thế thì không đúng. Wait, không đúng, have you seen this? It's like a star map or a diagram of planets or something. Yeah, why would she need anything like a map of the universe? Map of the universe. It's not like she's bouncing stuff off satellites for a job. An amateur astronomer. Well, she was an amateur astronomer, probably. What, like she cared if you were a Scorpio or something? I thought that stuff was after her time. That's astrology, not astronomy. Oh, yeah, that fits the description better. Yeah, ở đây nó nhầm. Kiểu astronomer là kiểu vũ trụ hoặc astronomy. Mình không hiểu cái từ đấy lắm. Oh, that's kiểu anatic. Mình thought it was like cái máy nè. Ok, nó không cho mình điều khiển nữa rồi. À, nó tự động lên. À, tức là cái đoạn này đi ra đi vô là bị sai luôn. 29, 18, 54. It's a lot of radios and those containers we saw at the town office. Nhưng mà nãy em nói thì cái cơ chế của cái trò này là nếu mà có một cái mật khẩu đó nó tự nhớ luôn và tự. What do you think that means? She couldn't have known about the ghosts, right? Submarine stuff. Oh no. Really don't get it. Ấn không kịp ấy, có nhiều chữ đi rất lâu, nhiều chữ đi rất là nhanh nha. Got him. Oh, có bộ key rồi nè. All right. Perfecto. Ok. Tiếp tục coi đây là cái. All right, we got keys for the boat. Thằng Ren vừa lục cái gì đây đấy? Jonas found them in a chest upstairs. So, say thank you. Nó vừa thank lục you. Cái gì trong đây vậy? You're welcome. I was just saying it. It's not directed at you or anything. Okay. hai ông vẫn còn gây lộn nhau à, kiểu thằng Ren với thằng Jonas tập trước rồi đã bê nhau một lần rồi, xong bây giờ kiểu yo Alex. Oh Alex, oh no, come down here please. Đấy, mình nói mà what's going on, what's going on, mình nói mà con Alisa nó có gì không ổn mà. Well, you should be. Trời. How does it go? Things are different, except in a different way. Ui, giọng kính ha. Just come downstairs so we can get started. Okay. Rồi, mà sao lại diễn ra? Ui, nó cười kìa. Con Lai Sa nó cười kìa. Mình biết ngay mà con Lai Sa nó có cái gì nó không ổn. Kiểu nó cứ bay chỗ này bay chỗ kia ấy, làm sao mà. Tại vì, hồi nãy mọi người thấy không? Là cái cửa nãy không có mở mà tự nhiên nó lại ngồi. What the fuck, có giọng nam.
kiểu cái cửa không mở mà nó lại ở trong cái nhà được, và tự nhiên nó ngồi xuống phát chứ nó không có. Ui, giọng kinh nè, Nona. Sao đây? Can you hear me? Oh god. Thôi đi hết rồi. Ba người đi rồi. Ui, tiếng cứ cái tiếng kéo cửa ấy, kinh mày. Ren, come on, we got a boat to catch, buddy. Ui. Thôi, xong rồi. Phải ra gặp Larissa rồi. Ôi trời ơi. Ui, em đùa chơi. This will be the final part of your training, Alex. What's training? Is supervised by very skilled training. Instructors. What training? Training. I don't want to be trained. What do you signed up for this, Alexandra? Alexandra. In the caverns, you tuned in to our signal. Hiệu ứng gì vậy? So please, I cannot bear your excuses, offspring. How was I meant to know what the hell was going to happen? And yet, without understanding your footing, you still acted. But don't worry. The test is easy. Ôi. Mọi người thấy cái gì không? Một đống người hôm nay á. Ở đây giống nhau một đống người đen à. Ôi. Rồi nó bắt mình phải chơi game gì đó rồi. Radiation. There is of course a time limit here. So. What? 10. 9. 8. That's how? 7. 6. That's how? 5. Once they call an official eye. 4. Is it. Are you talking about the TV? Very good. Well done. Oi. The older models emitted X-rays. Oi. But right now, you'd be wise to think of radiation. Could you know why? Pay attention. What are you talking about? Kiểu đất nghe đầu thấy cái màu đỏ là thấy không hay rồi. Oh, bị lộn ngược rồi. Nó bắt mình phải đi kiếm đồ. Oh no, không đi không kịp rồi, không kịp rồi. Tiếng gì đây? What? Ơi, nó bê sao? Where'd you take him? Don't you mind? Mỗi lần mình trả lời sai là một đứa mất cả. It's time for the bonus round, Alex, so stay quick. Ôi. Ôi. Cái tung. Ôi. Đưa đồ ai? A picture of memory. Tôi biết cái gì rồi. Cái này. Chắc chắn là cái này rồi. Five little ducks went out one day. Over the hills and far away. Mommy duck called quack quack quack. Là sao? But four, đọc cái gì vậy? Three, what? Two, what the fuck? Mày tao tưởng mày đếm. Tao tưởng mày đếm. No, đứa nào đây? Please stop. Please fight whatever this is and stop this. Come on. Silly. Think we've gone back right now. Oh, I'm sorry, dear. Cái lúc nó mình tưởng là nó đang đọc câu hỏi, mình không có đi kiếm. Oh trời ơi, còn đứa thôi à. Mình không dò được luôn. It just takes a little time. What happened to Anna? Wait, what? What happened to Anna? Let's leave it at the poor girl didn't know what she was playing with. It doesn't matter. They're not an eternal recurrence. Oh, no, Naki. The waves. It's the waves we think, and we will use the waves to absorb into your friends as sunlight blooms into flowers, and we will grow, and we will engulf. Wait, what? What happens to them after you're absorbed? Their form will exist with us inside. It will be a swap, you see, of essences, I guess you call them. Tức là kiểu hồn nhập hồn á. Mấy người này sẽ bị nhập hồn, bị 85 người đó nhập cái hồn vô. It will be a great honor, Alex, really, to carry us through this life. What? And on to the next. There has to be another way. You had your time. Don't take ours just because you had some accident.
We never had our time that was ripped from us. We watched the universe's conception fly to its demise over and over and over again. When our vessel dashed on the rocks, we had to hiểu thật á. And so are you. We would spend that time wisely. Mình dò được cái gì không? I thank you for your good service. Rồi, Ray sang ngất rồi. Well, that could have gone better. Từ từ, dưới đây còn ai không vậy? Tức là nãy mình bị ảo ảnh thôi đúng không? Hay là mấy người kia mất hết vậy? Mất hết rồi. À, có hai cái vòng loop nè, phải không? Đây. Quay để mình ảo còn cái loop đã từ. Rồi một vòng này. Đấy, nó có cái tiếng kêu của... Ui, nãy sợ được chứ. Kiểu mình không hiểu ấy, không hiểu. Nó nói nhanh và nó nói mấy cái từ rất là khó hiểu nha. Xong rồi, mấy đứa kia còn bị bắt nữa mà mình kiểu trả lời không kịp ấy. Lần đầu nó còn đếm, lần thứ hai nó bắt đầu bớt đếm lại rồi. Có cái gì trong tủ vậy? Just don't try and influence Michael. He can live his own life. What? Okay, seriously, who are you? Tức là hồi nãy nó kêu mình không được làm chi phối Michael hả? Tức là mình nghĩ là mình phải nghe theo cái đó đấy. So we can go on. I think I'm gonna be sick. What the fuck? Me first. It wasn't a dream or a vision or something. You and Clarissa standing in the living room just now, was it? No. Clarissa? Nope. No, that was very, very real. Come on, Reem, no. I felt like I was dying, Alex. Yes. How hard is it to find an old woman's junk? Mày sắp chết rồi đấy, đúng rồi đấy. Nó vừa mới làm mày biến mất ấy. It was much harder than it looked, trust me. Nhiệm vụ của mình bây giờ là cái gì vậy? Hình như mình không thể nào ra khỏi cái chỗ này được rồi. Phải làm cái gì đấy á. If Clarissa was whisked away to the cave by nuclear submarine monsters. Rằng em không hiểu nha. I mean, the plane has to be to retrieve her, right? I'm still going to call them ghosts if that's okay. A ghost is only like one slice of the problem. We're all infected or whatever, so we need to rip the issue off like a bandage all at once. Okay, great. Yeah. But how do we do that? Well, a good question. Maggie, I think Maggie Adler might have had some sort of a plan or a scheme or something là to fix what's going on. Đóng người trong cái nhà luôn. What plan could Maggie Adler have? First of all, she's dead. And second of all, she was like the island mother goose. She did something. I mean, look around. This whole house is like a ghost hunting command center. And she thought she needed to tune a radio into the source of the problem in the cave. You want to see if it'll start? Not really. Well, if we're going to the cave... Oh, actually, I forgot. I saw the entrance has been caved in since you guys went inside. All right, I know there are a whole bunch of secret communist bomb-fearing tunnels dug into this place during the 1950s. And Maggie has loads of film about military stuff in her basement, so... Maybe there's a way back into the cave through one of those, you're thinking? Yeah, mình phải vô cái basement lại này. Từ, mình phải đi qua, mình vô cái basement lại. What kind of name is a Epiphany Fields anyway? Wait. You. Is it a Epiphany? Khó hiểu thế. It's Epiphany Field. Oh, that makes more sense. Thử cái nha. Đấy, có nhiều khúc nó kiểu cái đường mình nghĩ là đường sang trái nhưng cuối cùng khi mình ấn thì nó không đi sang. Đây mình phải vào đây coi có cái gì không. Projector này. All right, there's already something in here. Experiments and findings of experienced phenomena, January 52. Awesome. Oh man. Okay. If this turns out to be just prehistoric home videos. Tức là mình phải xem cái băng này để xem là bà nó có chạy giải quyết sao. God, it's just the first thing. Just give it a second to warm up, will you? Next slide. Okay, we're getting warmer, I think. So, if you look at the like lines or whatever, the bomb shelter should lead right into the cave, just like from another angle. According to this at least. Oh, so it does. Brilliant. Is it? Yeah, how do we get in? It's just like the cave wall, only steel or whatever bomb shelters are made out of. Cái cổng của cái bomb shelter này. Keep going, maybe there's... Oh,
cái cọc của cái bom Shelter. She knew about these things? Cái tấm giác nè. Cái tấm giác mà mình hay bật radio mình dò ra. Tear. That's a mouthful. In the cave, we would need to transpose to the other side and tune into the source within itself. Okay, but we're not doing that, right? Good question. Yeah, that's going a little above and beyond. Well, I don't know what to tell you, but strap in, boys and girls, because we might have to, okay? If it's the only thing that will fix us. Yeah, but that's, like, scary. Well, something better work. Or we're boned. Or yeah. We're boned. Precisely. Oh, sorry, this looks like the end, but from the wrong film thing. No, 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 wait. Cái này giống cái map vậy. This is something that... Cái cave là cái chỗ này hả? Hay là cái chỗ này vậy? Chỗ này nè, như là... Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Đúng rồi. Ba trạm này nè. Ba cái trạm là Fort Minor, Beacon Beach và cuối cùng là Camp Round thì phải. Dude, the radio tour thing, because it, like, sounded so weird. It's called the call and response system. It unlocks the bomb shelter. This is showing us how to do it. See? It says, when someone sends an emergency signal from the Catbird station in the woods, and the receiving station confirms it. It's like a connected response thing. Okay. Okay. Oh no! Other ideas? Brilliant. Probably ones that aren't unnecessarily complicated and obtuse and hanging by the thinnest spiderweb thread of relevancy. Alright then. Alex and me will head through the woods, do the, call part. You and Ren can hang by the door to the bomb shelter and open it when it's ready. Okay. Actually, I've been with Jonas kinda all night, so if anyone wants to switch up the batting order, I wouldn't exactly be... Oh, obviously, Alex is getting, or has been, sick of me for a while now, so for civility's sake... Cái này nó nhanh quá. Don't be like that, Jonas, come on. I'm just... I don't... Nhưng mà mình đã lỡ chọn cái tùy chọn là đổi người với thằng Jonas rồi. No, this is fine. I mean, why mess with success, right? Tức là tới cái chỗ này nè, để mở cái bomb shelter là ở đây nè. Mình đánh nhầm rồi, lẽ mình không được ấn nó đổi người. Mình kiểu nó nhanh quá, mình tưởng là mình đi ấn cái đó là đi chung với thằng này chứ. Break. And if anything goes wrong, please don't tell me. I won't want to know. Nó đi xa mình nè. Same here. I don't want to know nothing. Mình lỡ nói vậy là kiểu như là mình không có chịu cho thằng Jonas đi theo ấy. Mày vẫn thích thằng Jonas hơn. Jonas đi theo vẫn ok hơn. Ok. Rồi bây giờ là mình phải đi qua đây này. À đi lên chứ hả? Đi lên. Có đường nào đi lên không? Hay là vẫn buộc phải qua cái... Không, hình như là không có đường nào đi lên. Đi qua đây thì mới có đường đi lên. Đi qua cái cổng rồi mới có đường đi lên. Ok. Đi thử xem nào. Đoạn này chưa safe nữa nè. Ui. Khúc nãy kinh thực sự ấy, kinh giả mang á. Ủa có đường đi xuống. À đường đi xuống là đường đi ra ấy rồi. Ok. Đi nè. Sẽ đi qua Epiphany Fields. Ok, game xếp rồi. Cuối cùng xếp. Cái đoạn hồi nãy kiểu hôm nay sao nó vừa đọc cái giọng, hai cái giọng lồng vào nhau á, là đã nghe ghê rồi nhá. Nó đọc nhanh, sau đó có cái 10 giây đó rất là khó chịu. Thật sự là cái 10 giây đó rất khó chịu. Và cái cơ chế di chuyển của cái con game này rất là chậm. Thật sự là nó rất là chậm. Mình phải... Bây giờ phải sang trái nè. Xin lỗi mọi người nha. Phải sang trái đi lên vậy. Đi lên vào. Đi lên. Cái gì nữa đây? Cái gì nữa đây? What? Sao vậy Ren, sao vậy? Ui. What? Alex, okay. Are you back to normal? Tao Ren mày chết đuối hả? I saw it running. I just saw it was like a premonition, I think, and I know that sounds whatever, but this must be what it's like when people say they do that, because I kind of just saw Ren drowning. What? Okay, just take it easy for a second. Từ từ.
Thằng Ren đi đâu vậy? Nãy kêu nó đi xuống đây mà, đi xuống chỗ cái này mà. Mình quay lại được không? Like when we get possessed. Ren need help. I can't let that matter right now. Ren, look, I just know he needs me. I mean, me seeing him in trouble must mean he's like actually in trouble, right? Not really. I think it's just an effect of the possession or something. Like, look, when I went under, I saw, but not really, you on a beach with a battleship. What? Oh, is that really what you saw when you were possessed? Yeah, and I'm sure when it happened to him, Ren saw his own weird stuff too. So, I don't know, but I think he's okay. Let's keep on to the station. We can talk to him from there anyway. Từ từ. Ui, phân vân thế. Bây giờ mình có hai lựa chọn. Một là đi tiếp, hai là quay lại kiếm thằng Ren ấy. Quay lại không nhờ? Quay lại cái đi. Không được, cái đó từ từ đi, quay lại cái đã. Từ từ đã, quay lại cái đã, quay lại cái đã. Không được, được, được. Ui, nổi da gà hết cả lên này. Ok. Sao nữa? Rồi, rồi, rồi. Là nãy hai đứa, mình thấy hai đứa đi lên mà tại sao? Lúc mình đi lên thì mình chẳng thấy ai nữa vậy. Xuống Beacon Beach nè. Ô, oh, xuống đây mượt thế. Kiểu lần nào chơi nó cũng giật giật cái. Mỗi lần nó gặp chỗ mượt là ui nó phê. Chỗ này mượt ơi là mượt luôn. Rồi xuống đây nè. Đây là cái hang nè. Rồi tại sao màn hình mới giật một phát vậy? Có cái gì đó thay đổi hả? Có cái gì đây nè? Adler. Maggie says she hopes the notes are found by the correct person. To hold by finding this note and send my hope that. Đối với những người mà tìm thấy cái mảnh note này, tôi hiểu là cái hy vọng của họ đã bị. Ôi, trời ơi, mấy từ. And she know what she did, not deserve a fight. Tức là có một cái bà tên là Anasia, đọc sao si hả, she à? Anasia, she tức là vậy nè. Do not blame the submarine crew. I don't believe it's passenger life. Henry Ruffin Cannon even Angela. Tức là nó có một cái gì đấy ở trong cái đội này, nó có một cái gì đó không liên quan, không phải là lỗi của cái đội tàu ngầm. Và có một số người passenger kiểu hiểu và chết vô tội kiểu vậy. Mọi thứ đây vẫn còn bình thường mà. Thôi. Đây này tương tác được không? Từ nó leo vào đây coi thử nhá. Không leo vào được. Leo vào được không? Đây, lúc này cây. Guess we're not going in there again. Whatever happened must have caved in the opening. Ồ, chỉ cho nhìn thôi à. Ok. Vậy thì có vẻ như là thằng Ren không có vấn đề gì rồi. Vì mình không thấy thằng Ren đâu cả. Hay là nó ở ngoài biển nha. Ra ngoài biển thấy không? Bây giờ thì 40.1 cũng không nghe được nữa luôn. Wow. Ok, mình nghĩ là mình sẽ dừng lại tập này tại đây, để tập sau mình sẽ đi lên cái chỗ bridge stand này để respawn station to open the bomb shelter lại thôi. Wow. Khúc nãy kiểu giật mình 2-3 lần ấy. Sợ thật sự, kiểu đang đi xuống xong rồi đùng phát con kia nhảy ra, xô ra phát xong bay pèo 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 pèo. Wow, kinh dị thiệt chứ. Ok, nếu mọi người cảm thấy video này hay, cốt truyện của Ocean Breeze hay là cái lối chơi Ocean Breeze hay, thì mọi người để lại cho mình một like để mình có thêm động lực để làm những video tiếp theo về các tựa game khác. Nếu như mà mọi người cảm thấy video này hay, muốn chia sẻ cho các cộng đồng hay là các những người thân, những người mà
mọi người nghĩ sẽ muốn coi thì hãy để lại cho mình một share trên các nền tảng như là Facebook, Twitter hay là Google Plus, chủ yếu là Facebook. Facebook thì có lẽ là sẽ ngon ăn hơn và nhiều người coi hơn. Mọi người sẽ dễ dàng để sử dụng coi hơn, tại vì Facebook ai chẳng biết là đó là mạng xã hội đang nổi không. Còn nếu như mọi người muốn nhận được những thông tin mới nhất trên kênh của mình, nhận được những thông báo mới nhất từ YouTube thì mọi người hãy để lại cho mình một subscribe, nhấn chuông ở bên phải, chọn theo dõi tất cả để nhận được tất cả những thông tin mới nhất về kênh của mình. Đây là tập 7 của, phải không? Tập 7 của Ocean Free. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Mình goodbye.